Thông tin từ báo Lao động, ít nhất 46 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công của Israel tại các khu vực ở Gaza trong ngày 31 tháng 10. Giới chức y tế địa phương cho biết hầu hết số thương vong tập trung ở phía Bắc Gaza, nơi có cuộc tấn công nhắm vào một bệnh viện, khiến hàng loạt vật tư y tế bốc cháy và làm tê liệt các hoạt động chăm sóc bệnh nhân. Quân đội Israel cáo buộc Hamas tận dụng bệnh viện Khaman Adwan ở Beth Lahia thuộc miền Bắc giải Gaza làm căn cứ quân sự và cho rằng đang có hàng chục kẻ khủng bố ẩn nấp ở đó. Tuy nhiên, Hamas ngay lập tức bác bỏ cáo buộc này. Theo giám đốc điều dưỡng của bệnh viện Khaman Adwan, một số nhân viên bị bỏng nhẹ khi quân đội Israel tấn công vào tầng 3 của bệnh viện. Tuần trước, quân đội Israel cũng triển khai một cuộc đột kích vào bệnh viện Kaman Adwan và chiếm đóng trong một khoảng thời gian. Israel cho hay đã có 100 kẻ tình nghi là Hamas bị bắt giữ trong cuộc đột kích và hiện tại xe tăng vẫn chiếm đóng ở khu vực gần đó. Cũng trong ngày 31 tháng 10, khoảng 16 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào hai ngôi nhà ở trại tị nạn New Serat thuộc trung tâm giải Gaza. Bệnh viện An Al Auda đã phát hiện một nhân viên y tế và hai phóng viên địa phương trong số những nạn nhân. Phía Bắc Gaza đang là trọng tâm chính của những cuộc tấn công mà quân đội Israel triển khai trong những tuần gần đây. Vào đầu tháng 10, Israel cũng cho xe tăng càn quét hàng loạt khu vực ở phía Bắc Gaza như Jabalia, Beth Hanau và Beth Lahia nhằm tiêu diệt tận gốc Hamas. Cuộc chiến ở Gaza nổ ra khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết 1.200 dân thường và bắt cóc 251 con tin. Kể từ đó, Israel liên tục tấn công Gaza nhằm đưa những người bị bắt trở về và tiêu diệt Hamas, nhưng lại khiến hơn 43.000 người Palestine thiệt mạng. Thông tin từ Vietnamnet, truyền thông nhà nước Lebanon cho hay máy bay chiến đấu của kẻ thù đã mở hàng loạt cuộc không kích vào khu vực Asira ở thành phố Ba và một thị trấn gần đó. Các con đường ra khỏi Ba thành phố ở phía đông của Lebanon, nhanh chóng bị tắc nghẽn do các phương tiện đều cố rời thành phố sau khi quân đội Israel tuyên bố sẽ sớm tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại đây các quan chức thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Lebanon đã sử dụng loa phóng thanh để thúc giục người dân rời đi, trong khi các thánh đường Hồi giáo và nhà thờ cũng truyền tải thông điệp tương tự. Theo Telegraph, có nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những đám khói bốc cao sau khi Israel tiến hành không kích. Ngoài ra, thị trưởng Ba Anbek cũng cho hay thành phố này bị tấn công liên tiếp. Đợt không kích vào ngày 30 tháng 10 của Ba Anbek diễn ra hai ngày sau khi Israel mở đợt tấn công tương tự xung quanh thành phố. Các quan chức Libanon cho biết hơn một nửa trong số 250.000 cư dân ước tính của thành phố này đã sơ tán, trong khi phần còn lại chủ yếu chen trúc trong một số khu phố có đa số người Sumi sinh sống trong thành phố. Ba Enbek, được gọi là Heliopolis vào thời cổ đại, nằm ở thung lũng BKA của Lebanon, là một thành trì của Hebola. Thành phố này nằm cạnh một quần thể khảo cổ gồm các di tích và đền thờ La Mã và nó đã được Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới. Người phát ngôn của quân đội Israel Avichai Adre đã cảnh báo trước về các cuộc không kích bằng một bài đăng trên X với nội dung Israel sẽ hành động mạnh mẽ chống lại lợi ích của Hezbollah tại thành phố và làng mạc của các bạn. Vì sự an toàn của bản thân, mọi người phải sơ tán khỏi nhà ngay lập tức và di chuyển ra khỏi thành phố. Thông điệp của quan chức này bao gồm một bản đồ toàn bộ thành phố Ba'enbek và vùng ngoại ô. Thông tin từ Vietnamnet, CNN dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karin Jin Peter nói trong cuộc họp báo vào ngày 30 tháng 10 theo giờ Mỹ rằng Iran không nên thực hiện việc đáp trả đòn tập kích của Israel vào lãnh thổ nước này cuối tuần trước. Bà Jin Peter cho biết Iran không nên đáp lại đòn tấn công trả đũa của Israel. Nếu Tehran lựa chọn thực hiện đòn đáp trả thì Mỹ sẽ sát cánh với Israel và hỗ trợ họ tự vệ. Theo nhận định của trang thông tấn Al Jazeera, tuyên bố trên từ bà Jean pierre được đưa ra trong bối cảnh một số phương tiện truyền thông Mỹ. Trước đó cùng ngày, dẫn một nguồn tin Iran giấu tên nói rằng chính quyền Tehran sẽ giáng đòn đáp trả dứt khoát và đau đớn vào Israel ở thời điểm trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. CNN dẫn lời Thủ tướng Lebanon Najib Mikati nói rằng bản thân ông cảm thấy lạc quan về một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Hezbollah và Israel sẽ đạt được trong những ngày tới. Ông Mikati nói với trang tin Anjadia của Libanon: "Chúng tôi đang làm những điều tốt nhất và lạc quan trong vài ngày tới. Chúng tôi sẽ đạt được một lệnh ngừng bắn với Israel." Theo số liệu được Thời báo Israel dẫn từ lực lượng phòng vệ nước này IDF, hôm 29 tháng 10, các đơn vị quân sự Aviv trong quá trình tác chiến trên bộ ở Libanon thời gian qua đã vô hiệu hóa hơn 2.000 tay súng Hezbollah. Tuy nhiên, các hoạt động quân sự này cũng khiến cho hàng trăm dân thường Libanon thiệt mạng. Thông tin từ báo Vietnamnet, lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, Unifin cho biết một căn cứ của họ tại khu vực Nakora đã bị tấn công tên lửa hôm 29 tháng 10, khiến 8 binh sĩ bị thương. Trang Al Jazeera dẫn thông cáo Unifin viết rằng vụ tập kích tên lửa trên có thể do Hezbollah hay một nhóm vũ trang nào đó ở Liban thực hiện, bởi tên lửa tấn công căn cứ ở Nakora được phóng đi từ phía Bắc. Thông cáo viết, quả tên lửa đã rơi xuống trụ sở Unifin ở Nakora và gây ra hỏa hoạn tại một xưởng sửa chữa xe cộ. Tên lửa tấn công căn cứ ở Nakora được phóng đi từ phía Bắc có vẻ như được Hezbollah hay nhóm vũ trang nào đó khai hỏa. Được biết, ít nhất 8 binh sĩ áo thuộc Unifin bị thương trong vụ việc lần này và giới chức viên ngay lập tức lên án hành vi tấn công trên. Bộ trưởng Quốc phòng Áo Claudia Tanner cho biết 8 binh sĩ áo đã bị thương trong vụ tấn công nhằm vào căn cứ Unifin lúc 12 giờ 58 trưa 29 tháng 10. Chúng tôi mạnh mẽ lên án cuộc tấn công và yêu cầu vụ việc cần được điều tra ngay lập tức. Chúng tôi không thể và sẽ không dùng thứ cho việc Unifin bị đặt vào tình thế nguy hiểm, bất kể cố ý hay vô tình. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joseph Ganlan tuyên bố các hoạt động quân sự gần đây của lực lượng phòng vệ nước này IDF tại Liban đã khiến năng lực tấn công tiền lửa của nhóm Hezbollah suy yếu. Bưu điện Jerusalem dẫn lời ông Joseph Ganlan nói với các sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy miền Bắc Israel hôm 29 tháng 10 những thành quả của IDF tại Liban là cực kỳ ấn tượng, chúng ta đã tiêu diệt một chuỗi chỉ huy của Hezbollah và tôi ước tính năng lực tấn công tiền lửa của nhóm này chỉ còn khoảng 20%. Hiện Hezbollah chưa bình luận về tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Israel. Thông tin từ báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại căn cứ không quân Ramon ở miền Nam Israel hôm 29 tháng 10, Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF quân đội Israel, tướng Hozzi Halevi cảnh báo nếu Iran phạm sai lầm khi phát động một đợt tấn công tên lửa khác vào Israel, chúng tôi sẽ biết cách tiếp cận Iran với những khả năng mà chúng tôi thậm chí chưa sử dụng trong cuộc tấn công hôm 26 tháng 10 và tấn công rất mạnh mẽ vào cả năng lực và những vị trí mà chúng tôi đã giành lại cho sau này. Tướng Halevi giải thích rằng việc giữ lại một số năng lực tấn công là vì sự kiện này chưa kết thúc, chúng tôi vẫn đang ở trong quá trình xử lý. Tướng Halevi cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của quân đội Israel ở tất cả các mặt trận Chúng tôi đang tác chiến ở Liban, ở Gaza, chiến đấu chống khủng bố ở Judea và Samaria và ở các chiến trường xa hơn. Tướng Halevi cảm ơn sự đóng góp của từng thành viên trong quân đội, đồng thời khẳng định mức độ sẵn sàng chiến đấu cao của Israel cho các tình huống trong tương lai. Hiện vẫn chưa rõ Iran phản ứng ra sao trước cuộc tấn công ngày 26 tháng 10. Trong bài phát biểu sau đó một ngày, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói rằng cuộc tấn công của Israel không nên bị xem nhẹ cũng như không nên bị phóng đại. Theo lãnh tụ tối cao của Iran, Israel đã sai lầm trong tính toán về Iran và phản ứng của Iran đối với Israel nên được xác định bởi các quan chức nước này. Ông Khamenei nhấn mạnh những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước nên được thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng tuyên bố rằng nước này sẽ có phản ứng thích đáng đối với hành vi của Israel nhằm vào lãnh thổ của Iran. Tổng thống Iran nêu rõ chúng tôi không muốn chiến tranh, song sẽ bảo vệ các quyền của người dân và đất nước chúng tôi. Tổng thống Iran cho rằng nếu những hành động gây hấn của Israel vẫn tiếp tục, thì căng thẳng sẽ lan rộng ở khu vực Tây Á. Trong khi đó, phát biểu tại phiên họp của Quốc hội Iran trước đó cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Kalibab cũng bày tỏ quan điểm rằng phản ứng của Iran đối với hành động gây hấn của Israel sẽ là chắc chắn. Về phần mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Bakhai cũng cảnh báo Tehran sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để đưa ra phản ứng rõ ràng và hiệu quả đối với Israel. Đối với giới chuyên gia, theo ông Dan Lipsoner, giảng viên cao cấp về chính trị Trung Đông tại Đại học Ken, nếu Iran lựa chọn đáp trả, họ có thể sử dụng các lực lượng thân Iran để bảo vệ chương trình hạt nhân của mình. Ông Voller nói, "Chúng ta phải nhớ rằng mục tiêu cuối cùng của Israel là chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nếu Iran trả đũa thì họ sẽ tạo cơ hội để Israel tiếp tục theo đuổi mục tiêu này." Ông Voller nhận định Iran có thể cảm thấy ngần ngại đáp trả trực tiếp vì thực tế cho thấy Israel có khả năng tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đưa ra cảnh báo cứng rắn với thủ lĩnh mới bổ nhiệm của Hezbollah. Israel cũng cho rằng Hezbollah đã mất khả năng tiến hành tấn công hàng loạt sau khi phần lớn kho rocket bị phá hủy. Ngày 29 tháng 10, nhóm vũ trang Hezbollah đóng tại Liban tuyên bố Phó Tổng Thư ký Naim Qasem, 71 tuổi, đã được bầu làm lãnh đạo mới của tổ chức này. Ông Qassam sẽ đảm nhiệm vị trí tổng thư ký Hezbollah thay ông Hassan Nasrallah, người qua đời trong vụ tấn công của Israel ở Liban hồi cuối tháng 9. Theo hãng tin AFP, cùng ngày 29 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Job Ganlan cảnh báo việc bổ nhiệm thủ lĩnh mới của Hezbollah sẽ không kéo dài. Ông Ganlan viết trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng với bức ảnh của tân thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassam chỉ là bổ nhiệm tạm thời, không lâu đâu. Trong một bài đăng khác bằng tiếng Hebrew, ông Ganlan tuyên bố đếm ngược đã bắt đầu. Sau chuyến thăm bộ chỉ huy phía Bắc của quân đội Israel trong cùng ngày, ông Galan ước tính phần lớn kho rocket của Hezbollah đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Israel. Ông nói, tôi ước tính khả năng còn lại về đạn pháo và rocket của Hezbollah chỉ còn khoảng 20% và không còn được tổ chức theo cách có thể bắn hàng loạt nữa. Hezbollah đã bắn khoảng 60 quả đạn pháo về phía Israel vào ngày 29 tháng 10. Trong những tuần gần đây, Hezbollah đã bắn từ 180 đến 200 quả rocket vào Israel trong một số ngày, theo số liệu do quân đội Israel cung cấp. Quân đội Israel cũng tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ vũ khí của Hezbollah bên trong Liban. Bộ trưởng Ganlan tuyên bố hàng chục nghìn binh lính Israel đã thành công trong việc đẩy Hezbollah ra khỏi tất cả các ngôi làng dọc biên giới và phá hủy mọi loại cơ sở hạ tầng ở đó. Các nhà phân tích từng nhận định Hezbollah sở hữu một kho vũ khí gồm khoảng 150.000 rocket trước khi bắt đầu chiến đấu với Israel ở biên giới phía Bắc vào tháng 10 năm 2023 sau khi xung đột israel hamas bùng nổ báo vinh express đưa tin hezbollah bổ nhiệm phó thủ lĩnh naim katsam làm người đứng đầu tổ chức sau khi thủ lĩnh tối cao hassan Nasrallah bị israel hạ sát ở beirut nhóm dân quân quyền lực ở liban hôm nay ra tuyên bố hội đồng sura đã thống nhất bầu naim katsam làm thủ lĩnh tối cao của hezbollah hội đồng sura là cơ quan ra quyết định cao nhất của hezbollah do thủ lĩnh tối cao đứng đầu Naim Kassam sinh năm 1953 tại Beirut, Liban và bắt đầu hoạt động chính trị với phong trào Aman của người Shiite Liban. Ông rời nhóm năm 1979 sau Cách mạng hồi giáo ở Iran, sự kiện định hình tư tưởng chính trị của nhiều nhà hoạt động trẻ người Shiite ở Liban. Kassam tham gia quá trình thành lập Hezbollah với sự hậu thuẫn của vệ binh Cách mạng hồi giáo Iran sau chiến dịch tấn công của Israel vào Liban năm 1982. Ông là điều phối viên chung cho các chiến dịch tranh cử vào Quốc hội của Hezbollah kể từ khi nhóm này lần đầu tham gia chính trường năm 1992. Kassam được bổ nhiệm làm phó thủ lĩnh vào năm 1991 và từ lâu đã là một trong những phát ngôn viên hàng đầu của Hezbollah. Ông thường trả lời phỏng vấn truyền thông nước ngoài, kể cả khi xung đột xuyên biên giới với Israel diễn ra suốt từ năm ngoái. Kassam thường xuyên xuất hiện trên truyền hình sau khi thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah bị hạ sát trong cuộc không kích của Israel ở thủ đô Beirut của Liban ngày 27 tháng 9. Trong bài phát biểu hôm 30 tháng 9, ông cho biết Hezbollah sẽ chọn người kế nhiệm thủ lĩnh tối cao sớm nhất có thể và sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine. Các xâm thường đội khăn xếp màu trắng không giống Nasrallah và người kế nhiệm tiềm năng Hassan Safiuddin, muốn đội khăn xếp màu đen để thể hiện là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed. Ông là quan chức cấp cao nhất của Hezbollah, tiếp tục xuất hiện công khai khi Nasrallah phần lớn náo mình sau cuộc giao tranh của nhóm với Israel năm 2006. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cuối tháng 9 thông báo Nasrallah, người dẫn dắt Hezbollah hai năm qua, đã bị hạ trong đợt tập kích vào thành trì nhóm vũ trang ở khu Haniye, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Liban. Israel sau đó tiếp tục hạ sát Safidin, ứng viên kế nhiệm Nasrallah, vào đầu tháng 10. Hezbollah liên tục tập kích lãnh thổ Israel trong hơn một năm qua để bày tỏ đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza, nơi Tel Aviv đang tiến hành chiến dịch chống Hamas. Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng tấn công nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza. Xung đột gần đây leo thang nghiêm trọng sau khi Israel tăng cường không kích và mở chiến dịch tấn công trên bộ ở miền nam Liban nhằm đẩy lực lượng Hezbollah lên phía Bắc. Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 1.580 người đã thiệt mạng ở nước này kể từ ngày 23 tháng 9, thời điểm Israel bắt đầu tăng cường không kích mục tiêu Hezbollah trên lãnh thổ Liban. Các xâm hôm 15 tháng 10 tuyên bố giải pháp duy nhất cho xung đột hiện tại là lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Ông cảnh báo, nếu chiến sự tiếp diễn, số lượng thị trấn không người ở tại Israel sẽ tăng lên và 2 triệu người sẽ nằm trong tầm đe dọa của hỏa lực Hezbollah. Theo báo Sức khỏe và đời sống, cuối tuần qua, Israel đã tiến hành hoạt động không kích vào các địa điểm quân sự trọng yếu và hệ thống phòng không S-300 của Iran nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Israel đã đặt tên ngày ăn năn cho chiến dịch này, sử dụng các cuộc tấn công chính xác bằng máy bay không người lái UAV để làm suy yếu các hệ thống phòng thủ của Iran. Theo các nguồn tin từ Israel, tất cả bốn hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đã bị phá hủy. Đây là các hệ thống phòng thủ hàng đầu do Nga cung cấp, có khả năng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ máy bay và tên lửa là trụ cột của hệ thống phòng không Iran. Tờ New York Times cho biết, mặc dù Israel không nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran, theo khuyến cáo từ các đồng minh, nhưng cuộc tấn công đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống phòng thủ quốc gia của Iran. Truyền thông Israel đưa tin, chiến dịch có sự tham gia của hơn 100 máy bay phản lực và UAV, chia làm hai đợt tấn công. Đợt đầu tiên nhắm vào hệ thống phòng không của Iran qua không phận Syria và Iraq nhằm ngăn cản các đồng minh của Tehran can thiệp đường bay của Israel. Đợt thứ hai tấn công trực tiếp vào các hệ thống S-300 xung quanh Tehran và những địa điểm quan trọng khác như nhà máy lọc dầu Abadan, khu hóa dầu Banda Imam Khomeini, mỏ khí đốt Tanze Biza và cảng Banda. Hình ảnh vệ tinh từ Reuters cho thấy các cơ sở quân sự tại Pachin và Khoji những nơi được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân và sản xuất tên lửa của Iran đã bị hư hại nặng nề. Hãng tin Tasnim của Iran xác nhận dù lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo IRGC không nằm trong mục tiêu, một số cơ sở sản xuất tên lửa tại tỉnh Tehran do lực lượng này quản lý vẫn chịu ảnh hưởng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch đạt được mục tiêu đề ra khi đã vô hiệu hóa các cơ sở sản xuất tên lửa của Iran và làm tê liệt hệ thống phòng không S-300 tuy nhiên các nhà lãnh đạo phương tây đã kêu gọi israel kiềm chế lo ngại nguy cơ một cuộc chiến toàn diện tại trung đông có thể tác động tiêu cực đến thị trường dầu mỏ toàn cầu iran cũng nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc hạt nhân sẽ là vượt qua lằn ranh đỏ và sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng lãnh đạo tối cao iran đại giáo chủ ali khamenei đã lên tiếng rằng sự kiện này không nên bị coi nhẹ hay phóng đại Đồng thời, quân đội Iran sẽ cân nhắc các bước đi tiếp theo, ám chỉ rằng Tehran có thể sẽ chưa đáp trả ngay lập tức. Việc phá hủy các hệ thống phòng không S-300 khiến Iran mất đi một lá chắn phòng thủ quan trọng trước các cuộc tấn công từ trên không, khiến quốc gia này đứng trước thách thức lớn hơn trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng cốt lõi trước sức ép ngày càng tăng tới Israel thông tin từ báo vov các chuyên gia cho rằng danh sách mục tiêu israel nhắm đến trong cuộc tấn công vào iran tương đối hạn chế theo đó không nhắm vào các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ điều này được thực hiện một cách có chú ý để iran có thể lùi bước khỏi tình trạng leo thang iran đang cân nhắc động thái tiếp theo sau khi israel tiến hành cuộc không kích vào cuối tuần qua để đáp trả cuộc tấn công tên lửa của tehran đầu tháng này Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu và chính xác vào các địa điểm quân sự của Iran vào sáng sớm ngày 26 tháng 10. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn nguồn tin từ quân đội Iran cho biết bốn binh sĩ đã thiệt mạng sau cuộc tấn công. Với sự tính toán lạnh lùng của địa chính trị Trung Đông, một cuộc tấn công như Israel thực hiện vào Iran hôm 26 tháng 10 thường sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Một lựa chọn khả thi là phóng loạt tên lửa đạn đạo như Iran đã từng làm hai lần kể từ đầu năm tới nay, trả đũa bằng quân sự sẽ cho phép giới lãnh đạo tôn giáo của Iran thể hiện sức mạnh không chỉ với người dân trong nước mà còn cả các lực lượng ủy nhiệm như Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon và các nhóm dân quân khác trong khu vực. Việc Iran sẽ làm gì tiếp theo có thể dựa trên thực tế rằng cuộc tấn công của Israel dường như không gây thiệt hại lớn như một số người dự đoán trong một tuyên bố trên mạng xã hội x trước đây là twitter bộ ngoại giao iran nhấn mạnh tehran có quyền và nghĩa vụ phải bảo vệ đất nước chống lại các hành vi gây hấn từ bên ngoài dù vậy iran dường như đang tìm cách hạ thấp tác động của cuộc tập kích khi nói rằng họ đã đánh chặn thành công và chỉ chịu thiệt hại hạn chế trong bình luận đầu tiên về cuộc tấn công của israel lãnh đạo tối cao iran ali khamenei nói rằng sự việc này không nên bị phóng đại hay hạ thấp nhưng ông không kêu gọi phản ứng quân sự ngay lập tức Tuyên bố của Iran dường như cũng được soạn thảo rất thận trọng nhằm mở ra khoảng trống để Tehran có thể lùi bước. Tuyên bố này cho rằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và Lebanon quan trọng hơn bất kỳ hành động trả đũa nào đối với Israel. Ông Jonathan Panikov, giám đốc sáng kiến an ninh Trung Đông Skalkrop của Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ cho biết đó có thể là dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm kiếm một lối thoát ngay cả khi họ tuyên bố ngược lại. Một số chuyên gia khu vực cho rằng danh sách mục tiêu của Israel trong cuộc tấn công vào Iran tương đối hạn chế, theo đó không nhắm vào các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Điều này được thực hiện một cách có chú ý để Iran có thể lùi bước khỏi tình trạng leo thang. Theo ông Voller, Iran có thể do dự trong việc đáp trả trực tiếp vì Israel đã chứng minh được khả năng của họ trong việc tiếp cận các mục tiêu nhạy cảm của Iran. Việc Israel nhắm mục tiêu vào các địa điểm quân sự của Iran, bao gồm cả hệ thống phòng không của nước này, sẽ cho phép Tel Aviv tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Iran leo thang xung đột. Israel cũng là một trong những quốc gia chi tiêu quân sự hàng đầu thế giới, tính theo tỷ lệ GDP, và nước này nhận được lượng lớn viện trợ quân sự từ Mỹ để duy trì cái mà họ gọi là lợi thế quân sự về chất lượng so với các nước láng giềng. Các sự kiện gần đây có thể nhắc nhở giới lãnh đạo Iran rằng nước này bị áp đảo về mặt quân sự và do vậy, đối với một chính quyền ưu tiên sự ổn định trên hết, việc tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện trở thành một lựa chọn phi logic. Quân đội Israel tuyên bố họ sẽ có nghĩa vụ phải đáp trả nếu Iran tấn công lần nữa. Eli Phó giám đốc chương trình Trung Đông và Bắc Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu nói với End Times rằng không loại trừ khả năng Israel sẽ tiếp tục tấn công, đặc biệt là sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.